Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Các diễn biến gần đây ở Trung Đông đang ngày càng trở nên phức tạp và có hiệu ứng dây chuyền. Tình hình xung đột giữa Israel với hai nhóm vũ trang Hamas kiểm soát tại Gaza, Palestine và Hezbollah, Lebanon, căng thẳng Biển Đỏ, đòn không kích của Iran vào Syria và Iraq. Mới đây nhất là cuộc nã tên lửa vào lãnh thổ của nhau giữa Iran và Pakistan đã làm dấy lên quan ngại lớn về nguy cơ xung đột bùng nổ khắp Trung Đông. Theo đài CNN, ngày 18 tháng 1, Pakistan nã tên lửa vào 7 địa điểm bên trong lãnh thổ Iran với lý do tiêu diệt khủng bố. Đòn tấn công này khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 người phụ nữ và 4 trẻ em là công dân nước ngoài. Pakistan cho biết họ đã bày tỏ mối quan ngại với Iran về việc các chiến binh ly khai Pakistan, còn gọi là Samatra, ẩn náu bên trong Iran. Phía Pakistan cho biết đã chia sẻ bằng chứng về sự hiện diện và hoạt động của các chiến binh này cho chính phủ nước láng giềng. Chiến dịch của Israel ở dãy Gaza ngày càng kéo dài thì xung đột Trung Đông càng có nguy cơ leo thang khi các nhóm vũ trang khác nhau trong khu vực cố gắng khẳng định mình. Đài NPR dẫn lời ông Ben Brodus, từng là phó cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết các quan chức Iran đang điều tra vụ việc. Vụ tấn công xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Iran nã tên lửa sang lãnh thổ Pakistan, khiến 2 trẻ em thiệt mạng. Ngày 17 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra-Bolut cho biết Islamabad đã triệu tập đại sứ Iran tại Pakistan để phản đối vụ tấn công gây thiệt hại dân sự cho Pakistan. Bà Bolut cũng tuyên bố Islamabad có quyền đáp trả tương xứng theo hãng tin AFP. Trước đó không lâu, lực lượng vệ tinh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngày 16 tháng 1 đã phóng tên lửa đạn đạo vào một trung tâm gián điệp của Israel ở thành phố Erbil, Iraq, và một căn cứ của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở tỉnh Idlib, Syria. Bộ Ngoại giao Iran mô tả các cuộc tấn công là sự trả thù cho những tội ác gần đây của các nhóm khủng bố. Theo Tehran, đòn đánh vào Syria nhằm đáp trả vụ đánh bom của IS gần mộ tướng Iran Qassam Soleimani 2 tuần trước khiến hàng trăm người Iran thiệt mạng. Trong khi đó, vụ tấn công ở Iraq là để đáp trả một vụ đánh bom liều chết ở thành phố Raqqa, Iran, khiến 11 cảnh sát thiệt mạng, mà Tehran cho rằng Israel đứng đằng sau vụ việc. Căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ cũng khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Những ngày gần đây, Mỹ đã triển khai một số đợt không kích, bao gồm một số cuộc tấn công phối hợp với Anh nhắm vào các mục tiêu của lực lượng Houthis ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm vũ trang này vào tàu thuyền ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Tính đến ngày 17 tháng 1, phía Mỹ đã mở 4 đợt không kích vào nhóm Houthis. Xung đột Israel-Hamas hiện vẫn rất ác liệt khi mà hai bên không ai nhường ai, khiến số người Palestine ở Gaza thiệt mạng lên tới 24.448 người, cùng với ít nhất 61.500 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát. Phía Israel tuyên bố kiên quyết triệt tiêu Hamas vì cho rằng nếu nhóm này còn tồn tại thì Israel không bao giờ được yên ổn. Bất hòa giữa Israel và Hezbollah cũng là mối lo ngại lớn ở Trung Đông. Hai bên đây gần đây liên tục tấn công lẫn nhau. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 14 tháng 1 tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục đối đầu với lực lượng Israel ở biên giới Lebanon-Israel cho đến khi cuộc tấn công của Israel ở Gaza kết thúc. Gần đây, quan chức nhiều nước luôn nhấn mạnh mối lo xung đột ngày càng leo thang và lan rộng ở Trung Đông. Ngày 17 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo tình hình xung đột tại dãy Gaza có thể lan rộng và đe dọa đến an ninh ở toàn khu vực Trung Đông. Trước đó, ông Blinken cũng đưa ra cảnh báo tương tự khi vùng biên giới giữa Israel và Lebanon xuất hiện tình trạng bạo lực. Về vấn đề này, tôi muốn nói rằng Washington sẽ làm mọi thứ để đảm bảo xung đột không leo thang cũng như là vượt ra khỏi Gaza, ông Blinken nói theo hãng tin AFP. Cuối năm ngoái, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông, ông Jack Tuyển, cũng đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ xung đột ở Trung Đông đang gia tăng và có khả năng lan rộng dọc các biên giới láng giềng Israel, đặc biệt là biên giới Israel-Lebanon. Ông Jack Tuyển, Trung Quốc đánh giá tình hình ở Gaza là rất nghiêm trọng, theo đài CCTV. Ông Jack Tuyển khuyến nghị cộng đồng quốc tế hết sức cảnh giác về vấn đề này và ngay lập tức kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, tránh gây thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Chuyên gia Mona Jacobian, Phó Chủ tịch Trung tâm Trung Đông và Bắc Phi thuộc Viện Hòa bình Mỹ nhận định rằng chúng ta đang ở thời điểm rất nguy hiểm ở Trung Đông. Thật là không may, tôi nghĩ rằng tình hình căng thẳng gia tăng tại điểm nóng này hiện đã đẩy khu vực vào một cuộc xung đột rất lớn mà nhiều người lo sợ có thể xảy ra. Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng về vấn đề này khi kêu gọi tất cả thành viên của cộng đồng quốc tế làm mọi thứ trong khả năng nhằm ngăn chặn tình hình leo thang ở Trung Đông. Theo ông Khaled Khayari, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông, phát biểu tại Hội nghị Thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ở thành phố Davos, Thụy Sĩ ngày 17 tháng 1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres lưu ý những gì đang diễn ra ở Gaza, Biển Đỏ và nhấn mạnh chỉ có lệnh ngừng bắn mới có thể ngăn chặn được khủng hoảng leo thang ở Trung Đông. Ông Guterres cũng cho rằng giải pháp hai nhà nước là giải pháp trọng tâm để giải quyết xung đột ở Gaza.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm 2024, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Goji Okonjo-Iweala nói rằng thương mại toàn cầu năm 2024 kém lạc quan hơn so với tác động của căng thẳng tại Biển Đỏ gần đây. Theo bà Goji Okonjo-Iweala, tình trạng tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu hơn, các căng thẳng địa chính trị diễn biến xấu đi, tình hình gián đoạn mới phát sinh ở Biển Đỏ, kênh đảo Suez, kênh đảo Panama khiến bức tranh thương mại toàn cầu năm nay kém lạc quan hơn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Mỹ mở đợt tấn công mới vào Houthi, phá hủy 4 tên lửa đạn đạo chống hạm của nhóm vũ trang này. Ngày 16 tháng 1, quân đội Mỹ mở đợt tấn công mới vào Houthi, nhóm vũ trang ở Yemen. Lần này, Mỹ nhắm vào các tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi tại Yemen. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đợt tấn công đã phá hủy 4 tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi, theo đài Al-Jazeera. Cũng trong ngày 16 tháng 1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, chúng tôi không muốn mở rộng xung đột. Houthi có quyền lựa chọn và họ vẫn còn thời gian để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Trong một diễn biến khác, Hy Lạp ngày 16 tháng 1 cho biết tàu chở hàng MT Geographia đã bị trúng tên lửa khi đang di chuyển hướng về phía bắc Biển Đỏ, ngoài khơi Yemen. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin trong Bộ Hàng hải Hy Lạp cho biết trên tàu có 24 người. Nguồn tin này cho biết tàu Geographia chỉ bị hư hại nhẹ nhưng vẫn có thể điều hướng được và đang tiếp tục hành trình. Theo nguồn tin, không ai bị thương sau vụ việc trên. Công ty quản lý rủi ro hàng hải Amprey Anh cho biết vào thời điểm bị tấn công, con tàu đang trên đường đi từ Việt Nam đến Israel. Sau vụ việc, tàu đã thay đổi hướng đi và di chuyển về cảng. Nhóm vũ trang Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Về phía Yemen, theo thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương của tỉnh Abaida ở miền trung nước này cho biết, ngày 16 tháng 1, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào doanh trại ở tỉnh Abaida, phía đông nam của thủ đô Sanaa của Yemen. Máy bay của Mỹ và Anh đã ném bom các cơ sở của Houthi trong doanh trại của huyện Mukairit, phía khu vực pháo đài Attafa và các cơ sở ở huyện Sama'a. Houthi là lực lượng kiểm soát những khu vực đông dân nhất ở Yemen. Sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ từ tháng 10 năm 2023, Houthi đã tấn công các tàu thương mại trong khu vực mà họ cho rằng có liên quan đến Israel nhằm ủng hộ người Palestine và nhóm Hamas trong cuộc xung đột với Israel ở dải Gaza. Các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu, đồng thời làm tăng thêm mối lo ngại rằng hậu quả từ cuộc chiến Israel-Hamas có thể gây bất ổn ở Trung Đông. Những cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, ngay cả khi quân đội hai nước Mỹ-Anh tập kích các mục tiêu là trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, cơ sở sản xuất vũ khí và cơ sở radar vào đêm 11, rạng sáng 12 tháng 1 nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của lực lượng này. Thậm chí Houthi đã đe dọa sẽ mở rộng phạm vi tấn công, coi tất cả các tàu chiến và tàu thuyền của Mỹ-Anh tham gia vào hành vi gây hấn với Yemen là những mục tiêu thù địch. Thực tế cho thấy vào hôm 15 tháng 1, một tàu container do Mỹ sở hữu và điều hành đã bị trúng một tên lửa bắn từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Sau đó, người phát ngôn lực lượng Houthi, ông Jaya Saria xác nhận tên lửa của họ đã đánh trúng một tàu của Mỹ ở vịnh Aden. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.